Chào mừng em đã quay trở lại với thế giới Dragon City và mình là Thanh Nghe Gì Đây. Thì nếu anh em đã thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Thì đây là cái phần thưởng của chúng ta ở trong cái sự kiện là xếp hạng ở đấu trường kim loại. Thì từ vị trí 100 trở lên là chúng ta sẽ nhận được một con Big Cloud, 4 viên game, 45.000 thức ăn và 450.000 vàng. Một phần thưởng là gọi là động viên tinh thần để anh em có thể leo rank tốt hơn. Chúng ta sẽ claim nhá. Không có cái gì hơn là chúng ta được tặng thưởng trong quá trình nỗ lực cố gắng leo rank không biết mệt mỏi trong bao nhiêu ngày. Rồi. Và không biết là nó sẽ có cái rank mới chưa. Hiện tại là 560 điểm này, chúng ta sẽ cần lấy thêm khoảng 600 điểm nữa là khoảng 1.160 điểm nữa là full điểm của ngày hôm nay. Hình như mình mất 40 điểm thì phải. Chắc là mất 40 điểm rồi. Buổi chiều quên lấy 40 điểm. Thôi không sao. 40 điểm không thành vấn đề gì cả. Chúng ta sẽ lấy từ từ. Ở bên Monster Legend là 40.000 M, 40 M vàng. Quá gì đây? Chứ gì là quảng cáo vậy? Bắt nó đi cái. Ở bên này là 30.000. 30 M vàng, không phải 30.000, 30 M vàng. Đủ 1.160 điểm ta sẽ dừng lại. Tính toán là 1.072 rồi. Con gì đây? Cho up luôn, 88 điểm. 1.160 chuẩn rồi đấy. Và đây thì chúng ta sẽ vào trong cái sự kiện lần này nha. Đây. Chúng ta vẫn đang cố gắng đi cái con rồng mà ngựa một sừng. Cố gắng, đang cố gắng hết sức đây anh em. Thêm một game này. Nó còn 16 bước nữa. 200 điểm rồi. Một cái off của con gì đây? Off của con gì đây anh em? Hawaii, con rồng Hawaii. 100 điểm nữa, thêm vàng là 10.000 vàng. Thêm 100 điểm nữa này. Một cái chìa khóa màu xanh là để mở con Sky King. 300 điểm là thêm cục off nữa này. Hết sạch điểm. Bây giờ hết sạch điểm rồi. 300 điểm nữa mới có thể đi tiếp tục được anh em ạ. Rồi. Chúng ta sẽ tạm thời dừng nó ở đây nha. Và chúng ta sẽ có một con rồng mới ở đây. Con rồng này sẽ mang tên là con Space Being. Ồ, con rồng ba mắt, đẹp thế. Nó cần là Natural, Light hoặc là Electric. Ok, Natural mình có rất là nhiều con trùng ở trong này. Natural đây. Natural như Jader chẳng hạn, Jader thì trùng mấy con rồi. Nó sẽ bán con Jader đi 5k và sẽ cho con rồng Space vào. Space Being vào. Đó. Space Being vào luôn cái chuồng này nha. Đây chính là con Space Being, con rồng mới chúng ta. Yes. Thích hay không? Tắt cái này đi đã. Rồng mới rồi anh em. Space Being. Đâu rồi? Space Being đây. Hansel à? Đúng không? Đây Space Being đẹp thế. Sẽ làm gì đây? Nhảy à? Kiểu nhảy nhảy kìa. Và mình sẽ xem cái chiêu thức của nó xem nó có mạnh hay không nha. Chúng ta sẽ xem nào, mình có bật cái gì không cho đỡ nặng máy. Hình như nó đang hơi bị lag thì phải. Chúng ta sẽ tìm tới Dragon City Space. Space Being. Chắc là con này đây. Thông tin của nó ở trong cái Dragon City GUI. Chiêu thức của nó thì là có Flying Kick. Nó sẽ ảnh Stunning Hit và là 638 máu cơ bản đấy. Poison EV là 1.200. Trí tuệ khai sáng là 1.200 và bóng điện là 1.200. Tin tức của nó thì cái thông tin của nó thì nó là một con rồng. Nó sẽ là một con rồng ngoài không gian và nó được xây dựng giao tiếp giữa những con rồng khác ngoài hành tinh với các nền văn hóa khác nhau, là kết quả giữa gì ấy? Những cái sự yêu thương trong Dragon City à, nơi hàng trăm sinh vật khác là sống hòa hợp. Rồi, thông tin về con Space Being. Biết ngay là con này sẽ ngoài không gian mà. Chúng ta sẽ cho nó lên cấp nha. Cấp 4 này. Đây sẽ là cấp 4 của nó. Và nó vẫn là nó làm gì đấy? Tỏa sáng á. Có cái vòng gì trên đầu này anh em có thể thấy. Một cái mờ mờ gì đó, hình trái tim à. Có đúng không ta? Nếu mình nhìn không nhầm thì đúng là hình trái tim thì phải. Rồi mình cho dòng ăn tiếp tục này. 6, 7 này, 7 này. Cấp 7 rồi, cho cấp 8 luôn để unlock skill 3.
Đó, đẹp chưa? Đây là cấp 7. Và xem nào. Thì anh em thích đặt tên là mình là gì? Thích đặt tên con này là gì? Thì hãy comment ngay xuống phía dưới nha. Mình sẽ đặt tên theo ý của người nào mà thấy là hợp lý nhất. Rồi, và tiếp mình sẽ dùng con này vào trong trận chiến Space Being 2,1M này, tiếp tục là trồng. Ở đây thì chúng ta sẽ còn tận 2 ô trống nữa cơ. À đúng rồi, chiều nay thì mình đã xem lại và mình thấy có một cái sự sai lầm lớn là mình có con rồng Rainbow. Tôi đã nhầm rồi. Và mình sẽ xem lại công thức like của con Justy nha. Justy Dragon City, Justy Dragon này. Hy vọng là nó sẽ khỏe. Hy vọng mình có thể like được thành công ngay lần đầu tiên. How to breed đây. Đang cuống là like ra con rồng này. Và nó sẽ xem nào. Nó sẽ là đây đây đây. Rainbow và Terra tỷ lệ 100%. Rainbow mình không nhớ hệ là gì. Xem lại cái cấp 10, cấp 14 không cần là Centauri nha anh em. Ghi nhớ công thức vào để mà lai giống để hoàn thành nhiệm vụ. À, ánh sáng, chưa biết ánh sáng được rồi. Chúng ta tắt những cái này đi cho đỡ lag. Rồi và chúng ta sẽ tìm tới con gọi là con rồng Rainbow trước. Sáng nay mình nhìn nhầm và xem lại comment của anh em thì thấy là đúng là sai lầm. Wonder này, sáng nào cái này là với cái kim loại à đúng không? Mình nhớ à đây Rainbow đây, tìm được luôn này. Đó, đây chính con Rainbow và mình sẽ cho nó cấp 10 nha anh em. Cầu vồng tỏa sáng sức mạnh 7 màu. Đó, đây là sức mạnh của cầu vồng, nó biến mất rồi. Và con rồng Terra hình như đủ cấp rồi thì phải. Breeding này, giữa ánh sáng được. Con Rainbow cấp 10. Cứ tìm con là cấp 10 Rainbow. Nó ở đâu nhỉ? Sun này. Đây à, Rainbow số 7 màu. Và Terra. Terra đơn đúng không? Terra đơn thì đây, Bonzo Terra đây. Start being 100% sẽ ra được con đấy mà. Con Justy mà. Ra không? Ok, 19 tiếng rồi. Có thể sẽ ra được con Justy Dragon rồi anh em. Chúng ta đã xong được hai cái khu vực này và đây mình cần con nào sắp nở chưa để cho vào. Con này sẽ còn khoảng là 7 tiếng nữa thì mình sẽ cho vào đây luôn là đẹp. Có vẻ là hợp lý đấy. Tăng công này, lấy game này. Chúng ta 60 cục game rồi, sắp mở được cái đảo mới. Lấy game này và boost gold lên. Rồi đó, chúng ta sẽ vào trong. À, tiếp tục để leo rank thôi nhờ. Cái gì đây? À, giảm giá con rồng thùng rác. Commission sắp có sự kiện mới nha. Sự kiện gì đây? À, sự kiện tạo bang hội. À, mình có xem trên mạng thì cái sự kiện tạo bang hội này nó khá là giống cái bang hội ở trong Monster Legend. Chúng ta sẽ chắc có cả team Ray đấy. Sắp tới chắc sẽ có thể team Ray. Buster này. Ừ, quest thì vẫn chưa làm được rồi, chắc chắn là không làm được rồi. Quest này thì vẫn đang bị mắc đây này. Vấn đề là cần một con R. Vẫn cần một con R cấp 25. Hai hệ này đúng là thức ăn không có mà nó bắt mình làm này thì chịu bó tay. Rất khó, rất rất khó làm. Không làm được thì leo rank thôi. Ồ. Sao mình bị giảm rank kinh khủng này? Yes. Có rank mới rồi. Chúng ta có rank mới rồi anh em. Rank mới bây giờ sẽ là Dux 5200 cộng làm con thú mới này. King Ruxna. Wow, đẹp thế. Nhìn chất phết mà không cần biết là nó hệ gì. Mình bị giảm điểm xuống để không đủ 5200 đây mà. Còn nó bựa phải. Rồi, ok. Chúng ta sẽ vào chiến đấu thôi. Bắt buộc phải lên thôi. Hát không được dùng này. Bây giờ nó thay đổi rồi đấy. Epic biết các kiểu dùng được hết đúng không? Mấy con Legendary dùng được hết. Đó 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 đó. Bây giờ thay đổi hết luật rồi. Mấy con này bây giờ thành lạc hậu rồi.
Không thể dùng được nữa nha. 24 này. Ôi giời. Mấy con heroic của mình còn không dùng được cơ. Vũ trụ này, ma băng này. Vũ trụ ca đi lên đây. Nó là hệ gì nhờ? Chiến binh của cả mình cấp 25 rồi. Vãi thật. Nhưng con này yếu, con này yếu lắm. Không đánh được. Dung nham đấy, dung nham hoặc là ma băng đi. Ma băng. Siêu âm thanh. Con này 19.000 máu cơ. Rồi cho con này vào. Nó sẽ là hệ Terra. Terra thì là phải có kim, có chiến binh này. Chiến binh mới ăn được này. Hệ Pua. Hệ Pua thì nó khắc chế mình à? Khắc chế Eneru thần sấm này. Và mình sẽ cần thêm một cái hệ gọi là cái hệ gọi là làm sao đây? Chiến binh thì mình có ma băng này, không biết ăn nổi không? Cấp 28. Hỏi. Cấp 28, 28, 28 và 28. Nó thay đổi cái rank rồi. Vấn đề là thay đổi hết rank rồi, rất khó đánh. Cái hệ mới này sao nhỉ? Hệ mới này bị khắc chế bởi cái hệ gì nhỉ? Vấn đề là rất là khó chịu rồi đây. Quá khó chịu chứ không phải khó chịu đâu. Dracons. Không được dùng Heroic, không được dùng Hát. À không dùng được cái Heroic rồi. Kim loại, hệ kim loại sẽ mạnh lên. Thật sự là khó chơi. Khó chơi quá nhờ. Thành ra bây giờ những con rồng kia mình để không luôn rồi đấy. Tự nhiên là nó thay đổi hết cả một cái rank này của mình. Ranking thì nó đang tổng hợp lại. Win 18 và low sẽ trừ 12. Rồi hay mình cứ thử đánh một trận xem nhờ. Xem như thế nào thì đánh thử một trận coi cấp 20 yếu quá. Đánh đi, sợ đấy. Chiến á. Đánh thử một trận để xem hệ hiếc như thế nào. Là mình đang hơi khó ấy thì. Nhân beams. Ui. Cái quái vậy, 12.000 máu. Aurora yếu kìa. Không được rồi, không ổn rồi. Trận này theo mình nghĩ mình sẽ thua mất. Swamp không con nào ăn được. Không con nào hệ nào ăn được. Tại vì nó sao ra cái hệ mới thì mình có thể đánh được cái hệ này. Ai chả bắt đầu thấy khó đấy, bắt đầu thấy khó leo rank lắm rồi đấy. Bây giờ leo rank không đơn giản nữa rồi, khó nhằn rồi. Rồi thì mình trận này mình không đánh được thôi, nên mình cứ đánh hết sức có thể thôi. Đi Thunder cộng này, cái rank mới biển nó thay đổi linh tinh mà. 12.000, tao chưa chết đâu em. Vẫn còn sống nhăn đây. 22.000 máu cơ. Magma Storm này, Magma Storm là chiếc mạnh nhất của mình hiện tại. Chết mày đi. Roger. Một bé chết này. Terra. Chiến binh cho ra hấp diêm nó nào. Giảm đam nó xuống nát. Nó có ấy à. Nó có chiến binh kìa. Có nước kìa. Mê, sợ sốc đam cái người chết mình ấy. Trận này Hy vẫn ăn được. Hai phát đừng có chiến binh. Ôi, sốc đam rồi, sốc đam rồi. Không chết, không chết. Thấy chưa, tao không chết đâu. Chỉ có mày mới chết thôi nhá. Con rồng này. Con rồng này, chết đi em. 9.900 Sanderson. Ai chà. Energy shock. Quay quay, hay rồi, hay rồi. Magma Storm thôi. Hai phát này sẽ chết thôi. Không quá khó khăn nhờ. 9.200 này. Đứng nguyên đó nhờ. Ghost Cloud. Chết. Mày phải chết. Lần này mày phải chết thôi. Magma Storm. Hay lắm. Chúng ta vẫn ăn được cái team này. Nó đánh mạnh thì mình cũng đánh mạnh thôi. Đúng không? Và hầu hết nó sẽ dùng cái hệ đầu tiên là hệ hệ Pure. Hệ nguyên chất của nó. Đấy. Gần như tất cả này. Bây giờ nó dùng hết là gua 35 thần ra kìa. Hai con gua. Thế nhiên là đánh kinh thế. Lắm tiền nhờ. Chịu rồi, 30 thôi chịu rồi. Không ăn được, không ăn được. 40 Dragem, Magma và Misty. Misty. Ui giời. Toàn gặp cao thủ rồi. Đây là cái mức này toàn gặp cao thủ rồi. Thôi đợi
sau một đêm ngủ dậy xem mà tình hình nó có khả quan hơn không. Chứ này thì kinh quá, kinh khủng quá. Chưa lên nổi Dox, vẫn đang ở cái kim loại 3, 4.800. Mình đang có 5.000, mình có thiếu khoảng gần 200 điểm nữa thì mới lên được cái Dox 1. Khó khăn, thật sự rất khó khăn để leo rank nha anh em. Không đơn giản. Rồi vào đây, mình vào đây mình sẽ test thử cái con rồng mới cho anh em xem. Con rồng kia cấp 8 á, con cấp 8, con Spaying đúng không? Lewis này. Và chúng ta đang bỏ bê cái Lewis quá. Ba trận Lewis, ôi, ấn nhầm rồi. Đáng phải đổi con Spaying ra chứ nhỉ. Thôi, hạ gục nhanh tiêu diệt gọn bọn này đi. Đóng băng cái. 30.000 máu, chết đi em. Flores, Scotter, Earthquake, động đất này. 5.000 máu á, 5.000 máu thì cứ đứng nguyên đấy nha. Astro Hit. Bây giờ thì mình không cần luyện những con kia nữa rồi. Nó thay đổi đấy quá. Nó chẳng kịp, nó chẳng thông báo gì cả. Làm chúng ta giật cả mình luôn đấy. Tốn khá nhiều thức ăn để dành cho mấy con đấy rồi. Thật ra thì chỉ là tốn lên cấp 22 thôi. 24 chứ, một con lên 24 này. Còn một con gua thì nó theo cái nhiệm vụ rồi. Thôi kệ thôi, không vấn đề gì cả. Đây, thay đổi team nha, thay đổi sang con rồng kia. Nào, con cấp 8 á. Cứ tìm mấy con cấp 8, bây giờ rồng mình bây giờ nhiều quá rồi. Nhiều quá thể rồi. Team cũng khó, đây, Spaying nhờ. Bỏ này ra thôi, thanh niên này bỏ ra thôi. Ok, Edelrutan sớm vào trận phát. Hôm nay đón chào sự quay trở lại của những Legendary. Nhưng mà có vẻ là vẫn chưa ổn cho lắm, đúng không? Hệ lựa xoắn ốc bị khắc chế ngay đầu luôn. Ui xa, Azulao. Poor Energy là mạnh nhất của mình đây. Cũng là Heroic luôn. Nó hai Heroic. 7.000. Ý, trích điện. Ồ, 7.000. Nào, đây. Đây chỉ là con rồng Space Being Light Prime này. Mạnh nhất là chiêu gì? Light Prime là mạnh nhất. Để xem chiếc thức nó ra đẹp không. Ồ, bắn từ 3 mắt à. Chết phết nhờ. 2.300 này. Chết rồi nhưng mà nhìn đẹp. Thì Heroic giết thì không có gì phải xấu hổ cả. Đấy rồi. À, phải là khắc chế hệ mình đây mà. Chúng ta sử dụng cái Super Natural nha. Siêu nhiên gái. Con rồng bay lên 11.000. Chết luôn bé này nha. Azulao. Con này như ở con dế nhỉ. Con rìu dế mèn nhỉ. Dế máy. Mình là tên nó là dế máy. Dear Thunder cộng. Một hit 27.000 luôn. Chết luôn. Tên nó là Do. Xoắn ốc. Đúng mày đấy. Tao mày chiến nhau xem là khỏe hơn. Mạnh nhất vẫn là Dear Thunder. Hai chiêu này bây giờ nó không khắc chế nhau nữa rồi. Thay đổi hệ tùm lum là mình khó phải. Vấn đề là thay đổi hệ thì nó cũng bình thường thôi. Vấn đề là thay đổi cái rồng ở trong cái đấu trường khó chịu quá. Chuyết đi em. Con Pax Victory, chiến thắng này. Xong rồi trận cuối cùng nào. Ở đây nha. Vào đây nào, Combat. Vào thôi, tiến lên. Ai chà. Nó cũng có Chúa Tể Thiên Hà kìa. Và một con rồng bình thường. Gì đâu. Pua bây giờ không khóc pua nữa. Không bị wake dam nữa. Mà nó là dam thường 16.000 này. Rồi mình sẽ cho con kia thử chiêu thức của nó. Con Space của mình đâu rồi? Không gian nữa rồi. Đây rồi. Poison EV này. Vẫn phóng ra từ mắt và vẫn mọc cây lên. Vẫn như thường thôi. Không có hiệu ứng gì mới cả. Đóng băng cái. Bip. Wow, 15.000. À, khắc hệ. Chiêu này bị khắc hệ. Thế nên khắc hệ mình này. Nhưng mà cũng phải chết thôi. Đỡ thế nào được. Tiếp tục đi. Đây rồi. Con này nó sẽ dùng chiêu gì đây?
The Set các kiểu đây. 1900. Aurora nào. Tôi chịu Aurora nào. Aurora nào. 13.000 luôn. Thanh niên cuối cùng. Spiky Legendary Y 5.900. Chuẩn chưa học skill cơ. Deer Thunder cộng này. Nào, chiêu này mới mạnh nhất này. Gần chết luôn con rồng. Thunder cộng. Lốc 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 lốc. 5.200. Thunder cộng đây này. Thunder cộng. Một phát chết. 13.000. Chết đi em. Rồi thì chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Dragon City. Bye bye.